Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ mở hộp và gáp cái kit Kano này. Thì đây là cái kit FT009. Và cái kit này thì nó không có đồ điện gì cả, nó chỉ có cái kit thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra. Tiếp theo các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm một bộ điện như thế này. Rồi ở đây mình dùng TXGX của FT012. Tiếp theo mình sẽ dùng cái ống đồng này, mình sẽ quấn quanh motor để làm cái ống tản nhiệt cho nó. Thì cái ống này các bạn có thể tìm mua tại mấy cái chỗ điện lạnh á, thì nó thường có bán. Nếu các bạn nào không có thì có thể dùng cái bộ truyền dịch. Nhưng mà cái ống nó là ống nhựa cho nên nó sẽ tản nhiệt không có tốt bằng cái ống đồng. Rồi ở đây mình đã có quấn sẵn một cái rồi.